Dạ. Chào. Không ạ. Dạ vâng. Không, cháu không ăn chuối đâu. Không ăn trứng ạ. Dạ. Không. Cái này ba bán bao nhiêu tiền một mớ? Con. Con à? Rau dớn à? Bao nhiêu tiền một con à? 15.000 á. Em bà. Lấy không? Bán cho cháu một con. Đấy. Không lấy dưa à? Không ạ. Bán làm gì có? Bán là hết rồi. Bán một con rồi. Vâng, ba gửi cho cháu là. Đây là rau dớn. Rau dớn người ta hái ở ngoài ngoài đồng mọi người ạ. Rau này ăn ngon lắm. Vâng. Không có gì cho bác không? Cháu không? Không ăn chuột à? Ăn rau dớn thôi. Rau dớn này nấu với cái gì cơ nhỉ? Bác nhỉ? Thịt bò. Thịt bò hả? Ăn rau gì cháu? Rau dớn thôi à? Vâng. Rau dớn nấu với thịt bò mọi người ạ. Rau dớn nấu với cái gì nào? Ừ, thịt bò. À, nấu thịt bò. Bà. Cháu ăn thịt bò không? Dạ. Cháu không? Mấy cả rau dớn cơ. À, mình nhớ ra rồi mọi người ạ. Bên này có một cái quán thịt. Nhưng mình không thích ăn thịt bò, mình ăn thịt chim. À. Đi đi đi. Dạ. Bao nhiêu tiền một cái bánh hả bà? 20.000 một cái bánh á. Thôi nhưng mà cháu đang ăn kiêng. Chico. Dạ. Bố. Cháu mua tỏi thôi. Cháu mua ít tỏi thôi. Bán cho cháu một ít tỏi thôi. Dạ. Bác tiền một con à? Thôi thì cháu lấy 10.000 thôi. Hôm nay cháu được có 100.000 để đi mua đồ ăn thôi. Cháu mà mua tất tỏi thì không có tiền. Dạ. Ấy, à đây rồi. Ấy, dạ. 10.000 đấy. Rồi. Xin nhá. Xin, vâng. Anh ơi. À. Bán cho em bao nhiêu tiền một cân này ạ? 250. 250? Ờ, quá rẻ. Thế bán cho em 50.000. 50 đấy à? Làm tất mà cục ấy đi, 50.000 cái gì? 50.000. Không phải ngon. 50.000. Có 50.000 thôi. Hey, không. Hả? 50.000, 50.000. Vẫn 50.000 à? Vâng. Wow. 50.000 là được mấy lạng? 50.000 đã được có hơn 2 lạng thôi. Đâu, 200.000 một cân mà. 250. 250 à? Vâng, cho trẻ em 50.000. Cái này 72.000 lấy 70.000 nhá, đây 70 cân. Không, 50.000 thôi. 50.000 à? Vâng. 20.000 tí còn đi mua chơi điện tử. À. Đúng 50 tròn nhá. À. Đây. Còn cái tiền kia này mua nốt đi làm gì? Không, tiền này còn để dành thì nó mua nước ngọt đấy. Đấy á. Rồi, em xin em về đây. Đấy à. Hôm nay có protein nha mọi người ạ. Có chất đạo nha, có cả chất rau nha. Chưa, 25.000 nha là nước túi. Mọi người thấy mà để
phải biết dùng cái đầu cơ. Đẳng cấp 100.000 vẫn đủ. Vẫn đủ chất mọi người ạ. Không biết Ma Đại Ca mua được cái gì không? Kiểu gì cũng thua Ma Đại. Hôm nay á, mình cho Ma Đại Ca xúc cất luôn. Dạ. Không, em không mua đâu, mai em mua nha. Mai mới mua. Mai giờ mới mua. Hôm nay em mua cái này rồi. Dạ. Bà. Mua gì á? Đây. À, đây. Không cần biết mày mua gì, kệ mày. Bây giờ sẽ đến lượt mình. À, mình cũng sẽ 100 mang đi nhá. Tiền mua thừa cơ à? Bây giờ mình sẽ đến lượt mình nhá. Ăn uống là phải tiết kiệm. Lượt sẽ xem một với 100.000 mình sẽ mua được những thứ đó mọi người nhá. Mao đệ nó còn là tiết kiệm, nó còn mua không hết tiền cơ. Em ơi, có gì không? Không, em đang đi xem. Nhiều thứ lắm nhưng mà toàn thứ quen thuộc ngày trước mua suốt rồi. Chị bán gà rẻ rẻ ở đây đâu nhỉ? Hôm nay nghỉ. Vâng. Dạ không. Hết tiền rồi. Hôm nay tao mau hết tiền rồi, chỉ có mỗi 100.000 thôi. Dạ. Đâu, đang đi chợ anh ạ. Gà công nghiệp 30-50.000 một cân thì khả năng sẽ mua được 2 cân về nướng. Nhưng mà không. Nhưng mà 100.000 mà mua cá. Không. Dạ không. Chưa có gì bên này anh em ạ. Cái này thì thơm lắm nhưng mà tiền ít không đủ. Không. Dạ thôi ạ. Vâng. Nhiều cái muốn mua lắm nhưng mà giả dụ như thịt nướng đấy thì mình chỉ mua được độ tầm 4 lạng thôi, thì chỉ được một mẩu nhỏ thôi. Anh mua nem. Nem này là bao tiền một cái ạ? 5.000 một cái ạ. 5.000 à? Anh lấy chút cái là khuyến mại một cái. Cho em cho anh 10 cái này. 10 cái. Nem nóng luôn. 5.000 một cái. Phải nướng, đỡ phải nấu. Đúng không? Ngon.
Ui. Đây, 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 cứ lấy này rồi. Đây. Làm luôn một cái. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nha anh em nhé. Ấy. Ngon chưa? Mười cái. Đây cả cái này rồi. Mười cái quá. À. Cho bao đấy. Cho bao đấy. À. Ôi, nhớ lại. Ôi. Vâng. Ăn đi. Vâng. Tao chín nhá. Em chín nhá. Đấy, chín cả rồi, có cả chín cả nắm đấy. Đâu? Đâu ra đưa đâu? Đưa rồi. Ăn đưa à? Đưa. Ấy. Đưa lại chín cả lại. À, xong đã. Mình đưa bao giờ? Đưa thật à? Đưa thật. Đưa rồi đây. À, thế à? Loạn trí rồi. Khả năng thì cần mua 50 này thôi. Giờ đi tìm một cái món nào ăn sẵn ngon nữa. 50 nữa thôi. Dạ. Không, không. Không. Liệu có nên mua nem tai không nhỉ? Nem tai cũng món rất là ngon này nhỉ. Không chị? Rẻ. Có đôi dép nào rẻ rẻ không? Rẻ, có rẻ. Dép nào cũng rẻ. Tiền thì nhiều mà cứ muốn mua dép rẻ. Không, chỉ được mua thế thôi. Không vợ thì tiếc. Mua cho ai? Mua cho cháu. Đôi, đôi nào rẻ nhất? Rẻ nhất đây, 20.000. 20.000 ạ? Ừ. Vâng, ok. Rẻ 25 lấy 20. Đây, cháu gửi tiền. Thay bỏ đôi mật mọn. Đây, cháu xin nhá. Vừa rồi. Ok, thế là vừa luôn. Còn 30.000 nữa. À, 30.000 đi mua đồ trắng miệng. Hoa quả. Không phải nấu gì, Mão Đệ nấu không bao giờ ngon bằng này được. Rồi bao nhiêu vậy ạ? 30.000 một cân. 30.000 một cân. Để nốt nha. Ui. Ủa, con cái nhỉ? Đấy, bán rẻ nốt 16. 16 à? Ừ, là cái này 15 đi, tới 2 cân. 7, rẻ kê. Thì cháu còn mỗi 30.000. Mua cái này đâu ấy? Mua ở trên kia, nóng mắt ngon. Mấy có 2 cái 1 cân à? Bà ăn thử không? Tao đang ngồi thì đi mua, tao đang chết đi ăn rồi. Đấy. Bà làm mà 2 cái luôn. 1 cái thôi. Đây. Nóng luôn, nóng hôm luôn ạ. Hôm nay không lên đấy à? Dạ. Hôm nay không lên TV nữa à? Vẫn lên bình thường. Ok bà. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Đấy, mày hôm nay ta thấy lên thổi thổi thổi. Lúc này đang có
vẫn lên bình thường. Đây đây cho tất nhá. Nhưng mà cháu chỉ có 30.000 thôi. Ở đây cho tất. Vâng, cháu xin nhá. Đi đây. Rồi, cháu về đây. Đi về anh em ơi. Bao đệ quả này thua chắc luôn. Một tí nó vàng nó thơm lên rồi thì mình sẽ cho rau. Rau này là rau dớn nhá mọi người nhá. Nó mọc dại mọc hoang ở ngoài ruộng ngoài đồng ấy.
các cái rạnh suối ấy, người ta hái ngon lắm, đặc sản ơi. Đấy, đến tiết mục là cho thịt đà điểu vào nhé mọi người nhé. Quá quăng ạ. Cho thịt đà điểu vào đảo cùng. Thịt đà điểu thì chỉ cần vừa chín tới là ăn được thôi. Cái này như kiểu thịt bò ấy, ăn ngọt lắm mọi người ạ. Nó cũng đắt như kiểu thịt bò. Không biết thịt bò bao nhiêu tiền một cân, nhưng cái này là 250.000 một cân. Hôm nay mình dại quá, anh nghĩ phải mặc cả được thêm 10.000. Ui, 50.000 thôi mà nhìn nhiều thịt quá đấy. Trong chảo này nhìn cũng nhiều thịt đấy mọi người ạ. Đấy, món này như thế này là chín rồi mọi người nhé. Má để nếm cảm giác mồm vừa ăn rồi. Nhưng mà không biết là má đại ca có khoái món này không. Bây giờ má để sẽ bắt xuống nhá. Xào rau bình thường, nhìn giống rau khoai lang à, nhưng mà vị của nó đặc trưng riêng ấy, ngon lắm, đặc sản đấy, bây giờ mang đi tỉ thí mọi người ạ. Ok nhá mọi người nhá, đợi Mao Đệ nó xào lâu quá, em của mình hơi nguội nguội đi một tí. Mọi người cứ comment ở phía dưới nhá, xem là món nào ngon hơn nhá. Như món mình nhá, có đầy đủ chất nhá, anh cú nhung, protein. Chất này là đa điểu này, có cả rau xanh này. Mày biết ở trong món ăn của tao có bao nhiêu chất không? Này, này, đếm đi. Thịt này, giá đỗ này, rồi các thể loại rau củ quả này. Em có tỏi nhá. Làm việc bằng cái đầu, đỡ khổ chân tay, hiểu không? Bây giờ, sao lại chơi bẩn? Anh em có thấy mình chơi bẩn ở chỗ nào không? Vừa có đồ ăn đầy đủ các thể loại protein ở trong nhá, không thiếu một cái gì cả, có thịt, có rau, có gia vị đầy đủ ngon, lại còn có tráng miệng, nước chấm ngon. Đấy mà đấy. Bên Mao Đệ thì nhìn nói chung là em dại dột thì nhìn cái đĩa rau thì chán, lại còn tiết kiệm 20.000 đi chục. 20.000 đây mình còn được đôi dép. Tổng số ở đây mình chi hết là 80.000. 20 dép đôi đôi dép 20.000 nữa là 100. Còn Mao Đệ nó mua cái gì thừa. Em mua 75.000, thừa 25.000. Ừ, ok bây giờ anh em mình sẽ thử nhá. Đây, cho mày thử món ăn của tao trước đây. Ok. Đây. Đây rồi thử, tự nhận xét. Thử món Mao Đại Ca nhá mọi người nha. Rồi đấy. Tự nhận xét. Đây, nước chấm đây. Ăn tay mọi người thông cảm nhé. Ăn tay nó mới ngon. Nào. Nghe thế, tí lại bảo không ngon. Thế nào? Ngon. Quá ngon. 5.000 một chiếc nhá. Nhưng mà đây là người làm bánh ngon. Người ta bảo là